Vâng, em Giang này lại quay trở lại giới thiệu cho các bác cái dòng thước đo gem, thước gem hoặc thước đo điện tử nha em nhé. Đây, hàng nhà em là đây, các bác nhìn nha. À, đây. Đó. Hàng này là hàng gấp, những cái này, cái thước này dùng để đo những cái kích thước nhỏ mà các bác cần sự chuẩn xác, chính xác, từng chi tiết, từng mm nhé, thì các bác sẽ sử dụng cái con thước này ạ. Đấy. Đây, hàng nhà em là hàng trong hộp nhá. Hàng loại 1 nhá, đấy. Đóng hộp đàng hoàng nhá. Đấy các bác đi công trình, chuyến công trình hay là mang đi làm thì nó rất là tiện. Vì nó có hộp này nó sẽ bảo vệ rất là tốt, nó không như những cái loại thông thường. Cái loại kia nó không có hộp, chất lượng nó sẽ kém hơn, độ bền nó sẽ kém hơn. Cái này nó dày dẫn hơn, bền hơn, đẹp hơn. Đấy, có hộp thước đàng hoàng. Đấy, cái này thì nó rất là chính xác, độ chính xác nó rất là cao. Đấy, đấy, các bác anh em chị em mà có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Em ship hàng toàn quốc.